Một bữa tiệc nho nhỏ để cùng chúc mừng ngày tân gia của anh chị và để cảm ơn những tình cảm mà tất cả quý vị đã về đây để cùng chung vui, thì ngay lúc này Mai Hà xin được nhường lời lại cho anh Đinh Văn Ngoi sẽ có đôi lời chia sẻ cũng như gửi lời cảm ơn đến cho tất cả quý vị khách quý có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay. Alo, dạ. Gia đình mình không có gì từ ngày cảm ơn anh em ở Gia Lai Quảng Ngãi đã lên chung vui với gia đình nhoi. Gia đình nhờ rất cảm ơn các chú, các cô, các anh. Cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ thật sự là nhờ rất cảm động. Rất cảm động. Anh em đã chung vui với gia đình. Rồi, gia đình ơi. Cảm ơn. Chơi là cho ông kênh đó. Cảm ơn mọi người. Vâng, kính thưa quý vị, những lời chia sẻ cũng như những lời cảm ơn của anh Đinh Văn Ngoi rất là ngắn gọn đúng không quý vị? Nhưng chứa đầy những tình cảm mà anh chị muốn dành đến cho tất cả quý vị khách quý cũng như một lời cảm ơn chân thành đến sự hiện diện đông đủ của tất cả mọi người đã cùng về đây để cùng chung vui với anh chị. Và để chúc mừng ngày hôm nay thì ngay lúc này với khoảnh khắc tuyệt vời này thì Mai Hà xin được mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng rót đầy những ly thức uống yêu thích của mình đã được có sẵn trên bàn của các bạn. Để tất cả chúng ta ngay lúc này sẽ cùng nâng ly để cùng chúc mừng buổi lễ tân gia của anh Đinh Văn Ngoi và chị Hồ Dung.